Trong thành đó lại có một bà hóa đến thưa ông ấy rằng: xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù. Trong một thời gian lâu dài ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: mặc dù ta không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà hóa này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc. Rồi Chúa phán: các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người chuyện tròn, thằng kêu cứu với người đêm ngày mà khoan giãn với họ mãi sau? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kiếp giải oan cho họ. Nhưng khi con người đến, điều sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, có một câu chuyện thực hư không rõ ra sao, nhưng rất nhiều người đã biết, mà cũng để lại cho chúng ta một bài học thật hay về cầu nguyện. Đó là có một người mù có thói quen khi cầu xin một điều chi đó thì đều kết thúc bằng câu: nếu điều đó có ích cho phần rối của con. Và một hôm người ta dẫn ông tới mộ Thánh Thomas thành Canterbury, nơi đã có nhiều người được ơn là khi cầu nguyện với thánh nhân, ông cũng xuất sáng cầu xin cho mình được sáng mắt. Thế rồi đôi mắt ông tự nhiên được sáng ngời trở lại, và ông nhìn thấy rõ được mọi vật. Vui mừng quá, ông chỉ biết nói lời cảm ơn thánh nhân đã làm hết đà giúp cho ông, mà quên mất cái câu kết thúc như thường lệ. Rồi sau những giây phút vui mừng, ông chợt nhớ ra điều mình đã quên sót. Ông liền trở lại trước phần mộ Thánh Thomas, đọc tiếp câu kết thúc mà mình đã quên: xin cho con được khỏi, nếu điều đó có ích cho phần rối của con. Và vừa đọc xong thì mắt của ông lại mù trở lại như trước. Và cho dù có mù trở lại đi chăng nữa, thì cái mù đó giờ đây không phải là một cái tai họa, mà nó là một cái dấu hiệu cho thấy ông vẫn còn liên kết với Chúa. Và con mắt thì mù, nhưng mà đức tin thì sáng. Và trong cuộc sống chúng ta, có nhiều lúc chúng ta đã bị mù con mắt của tâm hồn, mù con mắt của đức tin, nhất là trong những thử thách gian nan. Và qua đó, cái người tỉnh táo sẽ nhận ra được sự hèn yếu của mình, thấy rõ là lực bất tòng tâm. Như ông Gióp trong cơn đau khổ cũng đã cảm nhận thấy: người nào đạo mà đứng vững được cũng là nhờ lời anh, cũng nhờ anh mà đầu gối lung lay thành cứng cáp. Giờ đây đến lượt anh ngày ra nhú nhược đến phiên anh bị đánh, anh lại sợ hãi bàng hoàng. Và mặc dù trước đây trong lúc mạnh thịnh vượng thì ông có tỏ ra vững vàng trong đức tin, đến chừng bị thử thách thì cảm nhận thấy được mình cũng thật là yếu đuối. Và nhìn đi nhìn lại, chúng ta thấy con người của chúng ta không ai dám nói mạnh được, bởi vì chỉ cần đặt một câu hỏi thôi: anh làm gì với sự chết? Và có thể nói được cả nhân loại, cả thế giới này ai cũng đều bó tay, không thể làm gì được. Đến lúc ra đi là ra đi. Người ta có thể sống lâu hơn, nhưng mà có thể khỏi chết được không? Thưa rằng không, và tuyệt đối không. Vậy thì cái chỗ yếu đó mời gọi chúng ta nhìn vào những cái yếu khác của mình, để chạy đến người cha trên trời là đấng không yếu chút nào, mà ngược lại mạnh mẽ vô song, mà ta gọi là đấng toàn năng. Và đấng toàn năng không ở xa mà ở thật gần chúng ta, mà chúng ta gọi bằng cái từ cha. Và đây là niềm tin
đã được khơi dậy trong những nhà sáng lập ra Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ năm 1787, George Washington vì tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ và 50 năm chiến hữu trong cuộc chiến tranh giành độc lập họp nhau lại để bàn luận về số phận tương lai của nước Mỹ. Đang bàn luận thì lúc đó Benjamin Franklin là một người nổi tiếng, nhà bác học và một nhà tốt lành đạo đức, một người có tuổi được mọi người kính trọng vì sự khôn ngoan và đức độ. Ông đứng lên, ông nói mấy câu, và những câu này có thể nói được là những câu để dẫn đường cho cả một đất nước càng ngày càng thịnh vượng lên. Và trong từng người chúng ta, đây cũng là những câu để dẫn đường cho chúng ta có một đời sống mạnh mẽ thực sự. Benjamin Franklin đã phát biểu: thưa các ông, trước hết chúng ta hãy cầu nguyện. Tôi không còn sống bao năm, mà càng sống tôi càng nghiệm thấy rõ là chính Thiên Chúa chỉ huy công việc loài người. Nếu một con chim sẻ rơi xuống đất cũng không ngoài thánh ý Chúa, thì một quốc gia đang xây dựng tại sao lại không cần đến sự trợ giúp của Ngài? Và rồi sau đó thì tất cả những nhà lập quốc Hoa Kỳ đã đứng lên cầu nguyện. Tinh thần cầu nguyện của họ ngày nay vẫn còn được in lại trên từng đồng đô la, dù là đồng giấy hay là đồng cắt, tất cả đều in một dòng chữ là In God We Trust. Lạy Chúa, con tin vào Chúa. Và lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta tin vào Chúa. Tuy nhiên, có một điều là Chúa này đặt vấn đề, cũng là vấn đề chúng ta cần quan tâm đến đây. Nhưng khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Tin vào Chúa thì chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà cầu nguyện có phải là tin không? Có nhiều định nghĩa về cầu nguyện. Tôi thích nhất cái định nghĩa cầu nguyện là nói chuyện với Chúa. Mà nói chuyện có nghĩa là mình nói và mình cũng nghe nữa. Và cái điều mà Chúa lo lắng, liệu khi con người đến còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Tức là mình nói với Chúa thì nhiều mà mình không nghe Chúa. Mà nghe thì nó mới là lòng tin. Và trong bài đọc 2 chúng ta đã nghe thấy Thánh Phaolô dặn Timôthêu: con hãy bền vững trong những điều con đã học hỏi và xác tín, vì con biết con đã học cùng ai, vì từ bé con đã học viết sách thánh, và chính sách thánh đã dạy con sự khôn ngoan để con được cứu rỗi nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Và điều này mỗi người có thể tự hỏi chính mình: tôi tin vào Chúa đến đâu? Trong mỗi một suy nghĩ, mỗi một lời nói, mỗi một việc làm, chúng ta đều đặt Chúa làm chủ. Ta tính một việc, nhưng mà ta xét xem đây có phải là điều Chúa muốn không? Nếu đây là điều Chúa muốn mà ta làm, thì đó là ta có lòng tin. Còn ngược lại, điều Chúa muốn mà ta gạt đi như không biết, hay là một cách ngang nhiên gạt đi, thì lúc đó phải nói được là ta vẫn cầu nguyện đó, xin điều này xin điều kia, nhưng mà lòng tin thì không có. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã yêu thương ta, và phải nói được Chúa đã có cái lòng tin, tin vào cái sức mạnh của tình yêu, cho nên là Chúa mới sẵn lòng chịu chết để cho ta được sống. Chẳng biết là rồi có ai theo, có ai không theo, nhưng mà Chúa tin vào sức mạnh của tình yêu, cho nên Chúa đã chịu chết. Và tình yêu là chính Chúa. Chúng ta dâng lễ xin cho chúng ta cũng tin vào Chúa, để trong mọi việc ta làm, trong mọi điều ta toan tính, ta tìm cái điều Chúa muốn trên hết mọi sự. Và khi đã tìm điều Chúa muốn thì lúc đó ta chẳng thiếu điều gì hết. Đó cũng là kinh nghiệm của ông Job. Khi ông thưa Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con thực lòng tin trong từng lời cầu nguyện của chúng con và trong từng giây phút đời sống của chúng con. Amen.